Chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một cái tai nghe Bluetooth rất là đẹp. Tôi mua trên Lazada với giá chỉ có 41.000 đồng. Các bạn nhìn xem, rất là nhỏ gọn, giá chỉ có 41.000 đồng, rất là tuyệt vời. Kết nối với lại hệ điều hành Android hay là iOS hay là Passport, hệ điều hành RIM của BlackBerry thì đều là ngọt ngào. Chất lượng âm thanh nghe rất là tốt. Giá thì chỉ có 41.000 đồng. Ngày xưa mấy năm trước mua là phải 400.000, thậm chí những cái loại mà cao cấp mấy triệu đồng. Bây giờ mình xài thử một cái có 41.000 đồng thì chất lượng rất là tuyệt vời. Vâng. Bây giờ tôi sẽ đập hộp cho các bác xem nha. Lazada đặt hàng khoảng 3-4 ngày, giá chính xác là 41.897 đồng. Một cái giá rất là đồ chơi. Vâng, bao bì của Lazada được niêm phong và đóng gói rất là cẩn thận. Vâng, ép nhựa luôn và dùng kéo để cắt nó ra. Wow, bao bì hộp, phiếu bảo hành đầy đủ. Giao hàng tại nhà, thanh toán tại nhà. Lúc này là cái hộp nhìn cũng rất là đẹp, nhẹ nhàng. Tai nghe này nhỏ hơn ngón tay út nên là rất là gọn. Khi mình đội mũ bảo hiểm mà cái loại 3/4 thì nó sẽ cũng không có bị vướng. Chất lượng nhựa khá bóng bẩy, những cái cấu hình đơn giản. Giờ tôi sẽ test thử cho cái hệ điều hành RIM của BlackBerry xem như thế nào. Đầu tiên là mình mở Bluetooth lên. Có vẻ như là pin chưa được đủ cho nên bây giờ mình phải sạc một cái. Mình được tặng kèm một cái cáp sạc mini rất là ngắn, có thể cắm vào máy vi tính hoặc là pin sạc dự phòng để sạc. Thời gian sạc thì tôi nhắm chừng khoảng độ hơn 1 tiếng đó, và sau đó mình sử dụng thì tôi đã từng nghe nhạc thử từ nhà cho tới cơ quan làm việc thì trên đường đi sẽ nghe được khoảng độ 1 tiếng 15 phút thì hết pin. Bây giờ mình sẽ kết nối thử đây. Chỉ cần bật Bluetooth lên. Đó, nó nhận ngay Bluetooth Music. Nhận ngay cái tai nghe ngay tức thì. Rất là tuyệt. Đây là bây giờ mình sẽ gọi điện thử 900 như thế nào. Vâng, trên cái hệ điều hành của cái BlackBerry này thì nó hiện luôn cái tai nghe vào trong cái nút, bạn nhìn thấy kìa. Đó, cái hình biểu tượng cái tai nghe Bluetooth. Thì nó có 3 tùy chọn. Một là đó, mình bấm vào nút âm thanh thì nó sẽ có cái 3 cái tùy chọn. Đó, một là nghe tai nghe, hai là nghe bằng điện thoại như bình thường, và ba là nghe bằng loa ngoài của điện thoại. Đó, tùy theo mình thích sử dụng kiểu nào, mình sẽ chọn một trong 3 cái đó mà không cần phải cắt kết nối. Nghe nhạc thì rất là tuyệt. Vâng, xin cảm ơn các bạn.